Audio Jungle. Xin chào bà con, thì hôm nay á mình quay cho bà con về cái cảnh mà thu hoạch sầu riêng Dona hay còn gọi là măng thon á của bà con nông dân ở Buôn Hồ, Đắk Lắk. Thì đây là giống sầu riêng mà rất là đẹp và trái rất là đều xanh. Thì mình quay cho con xem về toàn bộ cái vườn sầu riêng này để con xem về cái cách chăm sóc và trồng của bà con nông dân ở đây và đến vụ thu hoạch. Cảm ơn bà con ạ. Mấy cái này nhỏ đốt như vậy. Sáng chú điện muộn quá nó lên mất mà. Chú rồi mà cái thái 6 hay 9 xong rồi thả xuống đất. Trời ơi. À đây là cái sâu. Năm nay biết, năm nay thì chú đừng để được. À có một quả một là duy nhất. Không đi những trái tôi đơ. Cái này là cũng cái 4 năm tiếng rồi. Cây kia cũng sai rồi, quấy giọt cây này. Để cho xe rùa xuống đấy đi.
Hả? Hôm qua anh nằm cách chôm chôm nữa hả? Đây 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 đây. Xuống đây. Coi chừng nha nha. Đặt côn cũng được đấy. Đổi tài vậy. Chừng mình không, mình em chạy hai chiếc kìa đây. Đợi xíu, hết cây đây đã. Nghe nó vô cái trúng điện thoại nghe. Đó đốt giải độ. Không lên YouTube được rồi. Có bao tay còn xem hả? Cho một đống sau lưng đó. Lời hồ quá. Không phải đứng dấu đi này nè. Cái dây đỏ này đứng cắt. Ừ. Dây đỏ này đứng cắt. Xuống sáng lắm rồi. Dưới đít mạng sao? Đừng thấy đâu.
Không phải. Giống như đỏ là bỏ lại. Để nó phải như là phốt đó. Đừng quay tao là được rồi. Mình đưa tao lên mạng là mệt lắm em. Để tao mới cho ông nắm cho. Mày cắt cái này đây. Qua qua đây đi. Để cắt cái này đây. Cái này phải tơ á hả? Ừ. Tơ già chưa? Cắt hết rồi. Chưa già. Không khi tơ nhiều khi thích. Cắt hết rồi, tơ cắt hết rồi. Cái này đủ rồi. Luồn luôn có hết nhé mấy em. Nhặt. Thôi à. Ê thang. Góc dài á. Tháo em. Góc dài hộ hấu lên YouTube được rồi nha. Cái gì luôn? Đồ anh hẹn đứng ra không tới, không tới. Người ta ngán mày. Tao nói rồi, tao kêu tái đó mày. Nó thang rồi. Ở đó không tới rồi mà. Báo trước rồi mà. Bà kia lên YouTube bà lấy khẩu trang ra cho người ta mới biết mặt cho bà bị trả thôi, ai biết bà cái hoài nữa. Thấy cái lưng rồi. Thấy cái lưng, thấy cái lưng nhé, áo đỏ không vậy? Mình cái kia đó. Đó này, tí xem cái này cắt được thì cắt đi, có một tí ở chỗ này không cắt được thì cắt, không cắt được thì không. Dạ. Cái lưng là được rồi. Không, ngàn cái không ngàn đâu. Còn 4 cái. Sau khô mà. Chút chút nữa nó khô. Là chưa cắt được. Cái nhiều quá nhanh luôn cái dao. Cái này không?
xuống dưới con. Đi xe lục hết vậy. Ta đang quay nguyên nó đi chui qua vậy. Ồ tôi lấy gì tôi đền bà. Xe lục giống không hết. Không đòi đền chứ còn bả bảo chịu. Không đòi đền chứ. Bả cái sao cũng được. Trời chút cũng sao. Nó bắt đền không biết lấy gì đền nó bắt đền. Chạy đứng lại đỡ luôn. Chui lại chui cái kia nữa. Nó đàn nó sợ cái anh. Thế con Sơn về nhà đó. Mày đớp với ai đớp mày? Ủa sao rồi? Đồ sớm. Để quốc cái đó quật lại. Mày lên cao mày dùng xuống cho nó đớp. Còn tao dưới là chắc ở dưới mày tự nhiên mày. Lên tốt không đọt đây. Thầm qua nhắn bên này. Nhắn bữa trước một nạp bó rồi. Chột rồi đây. Thành thang không thôi. Dạ khỏi vô nhà lấy cái ái. Cái cần cần á cái con cắt nữa chứ nó đứng bên kia đầu hết. Rồi nó lại vào tay con quên hết rồi. Đây bị cắt cái máy trái mà. Bật né đi chị đệ. Con phái cũng khảy một lần á. Đánh dấu đi được cắt. Cái này nó không có dấu. Nhưng mà nó làm sao? Không sao hết. Đừng ấy đi. Để nó móc vô cái xe. Thì la cái này chịu hướng rồi. Để qua đấy đó con ạ. Để đây qua. Đấy, tiếp đi mua thùng hương đấy. Người đi rồi. Cuối giải à, tưởng ai hỏi cái gì nữa. Ai? À, đi vào nó mới chốt. Thích nhà lắm đi. Nhà anh Sơn đang cắt thì không có cáp nào. Tiêu rồi. Đó, ép. Đi vòng nó. Nó gió mạnh.
cây trống vừa cáp nhau. Đi đường đó được không? Con lấy nước không? Qua bên đây. Vâng, tí ra cầm đôi bao tay cho Thành ở cái chậu cảnh ấy. Đôi nữa kìa. Thành đỡ ba hai thôi, một đôi không đỡ nổi. À đây này. Thỏ ra đi. Cái kêu Hương thôi. Thôi khỏi, mà nói em thôi. Thôi Hương ạ. Khỏi lấy. Khỏi lấy có rồi. Bỏ đây đi cho.